Chào các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ giải bài của toán tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Ta có biểu thức P sẽ bằng 5x bình trừ 12xy trừ 12x cộng 12y bình cộng 9. Với dạng toán này chúng ta sẽ tiến hành giải như sau. Chúng ta sẽ phân tích và đưa về bình phương của một hiệu. Chúng ta có A trừ B sẽ bình phương sẽ lớn hơn bằng 0 và cộng cái hằng số K nào đó, lúc đó ta sẽ suy ra cái giá trị sẽ nhỏ nhất. Chúng ta nhớ lại cái hằng đẳng thức đã có A bình trừ 2 AB cộng B bình chính là bằng A trừ B tất cả bình phương. Hãy tới đây, ký biểu thức P chính là bằng, ta có 5x bình và 12y bình, ta đặt 12 làm ra ngoài, cái trong còn y bình phương trừ cho 12xy, nhưng trừ cho xy một xuất hiện 2ab, tức là xuất hiện cái hằng đẳng thức thì ta đặt trừ cho 2 nhân cho 1/2 và cộng cho x bình trên 4. 12 nhân cho x bình trên 4 chính bằng 3x, mà ta có tổng là 5x nên ta cộng cho 2x bình trừ 12x sẽ cộng cho 9. Này chính là bằng 12 nhân cho cái này chính là hằng đẳng thức y trừ trên 2 tất cả bình phương cộng cho cái này, đặt 2 ra ngoài, 2 ra ngoài, ta còn x bình trừ 6x một xuất hiện hằng đẳng thức thì cái này ta phải cộng cho 9, cộng cho 9 là 29 18 29 là 18 và trừ cho cộng cho 18 và trừ cho 18, trừ cho 18 và cộng cho 9 thì như bằng trừ cho 9. Người ta để ý 2 nhân 9 là 18, cộng vào là 18, 18 mà trừ 18, 18 trừ 18 mà cộng 9 thì chỉ còn trừ 9. Hay chính là bằng 12 y trừ x trên 2 tất cả bình cộng cho 2 nhân cho x trừ 3 tất cả bình trừ 9. Tới đây ta nhận xét ta có y trừ x trên 2 tất cả bình phương sẽ lớn hơn bằng 0 với mọi giá trị của x và y, và x trừ 3 tất cả bình lớn hơn bằng 0 với mọi giá trị của x. Hay ta suy ra cái biểu thức P này sẽ lớn hơn bằng, với hai cái này lớn hơn bằng 0 và trừ 9 nên lớn hơn bằng P, biểu thức P sẽ lớn hơn bằng trừ 9. Hay giá trị nhỏ nhất P sẽ bằng 9. Các em để ý, dụ mình xét cho bằng xảy ra, khi và chỉ khi y trừ x trên 2 sẽ bằng 0 và x trừ 3 sẽ bằng 0. Cái bộ thức này y trừ x trên 2 bằng 0 và x trừ 3 bằng 0. Hay ta sẽ suy ra x trừ 3 bằng 0 hay x sẽ bằng 3. X bằng 3 thay vào đây y sẽ bằng, hay y sẽ bằng 3/2. Hay mình kết luận giá trị nhỏ nhất của biểu thức P sẽ bằng trừ 9.
khi và chỉ khi x bằng 3 phần 2 x bằng 3 y bằng 3 phần 2. Vậy bài toán của hôm nay đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video.